Rửa bát. Rửa đây này. Bát dậy này. Này. Này con cầm đi. Rửa bát đi. Đây, đây. Tay này cầm bát. Rửa bát đi. Đúng rồi. Đúng rồi, rửa bát đi. Con rửa đi, con rửa bát đi. Đúng. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con rửa đi. Ăn thì phải rửa cho sạch đi. Ai rửa đi. Rửa bát đi. To quá hả? Để bác cắt ngắn thôi nhá, bé bé thôi cho con rửa nhá. Máy xay cải cân 35 mà xay chỉ bằng tay, mà xay không có điện nào và xay không được đấy, mà xay tẹt 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 xay thoải con gà mái. Ngồi số mê chứ. Mình đeo ngá ở phía đây. Nào, chương trình này là giá và kích cầu mua sắm cho bà con chúng ta trong buổi chợ ngày nay. Không cứ một sản phẩm nào của chúng tôi là đang tiếp tục thanh lý là 10.000 đồng một sản phẩm này vào. Chúc mừng sản phẩm cho rửa bát đi. Này, con rửa bát này này. Này. Đấy. Con cầm rửa đi. Đây, con cầm bát này. Đúng rồi, rửa bát đi. Tay nào con thuận anh xem tay nào con thuận thì con mới rửa. Đây con cầm này. Rửa bát đi chứ. Này. Rửa bát này. Con rửa bát giống ba kìa. Rửa bát đi. Rồi, con nhúng lên con rửa bát đi. Rửa bát đi. Con nhúng nước rồi con rửa bát, bỏ vào bát, bỏ vào bát, bỏ vào bát con ạ. Con ơi bỏ vào bát này này. Đấy con bỏ vào bát đấy. Rồi, bỏ vào rửa bát nhá. Con có rửa bát không? Này. Rửa đi. Đúng rồi, rửa đi. Con bỏ vào bát rửa. Đấy, này. Tráng bát. Tráng bát đi vậy. Tráng đi. Lấy cái dàn con về xong cho tráng bát tráng điện úp được nhỉ. Chơi đồ hàng được rồi. Chơi tốt rồi. Con tráng bát úp vào rổ này. Úp vào rổ này này. Úp vào. Nhặt hết cả rổ hàng chứ. Đúng rồi. Rửa bát, rửa bát này, rửa bát này. Rồi hết rồi. Rửa tay, con rửa tay. Rồi được rồi, xong hết. Mày có ăn không? Có ăn không? Đi.